Công trình nhà thờ tổ nghề do nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh xây dựng tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã bị Ủy ban nhân dân quận 9 ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu 250 nghìn đồng vì vi phạm quy định trong lĩnh vực xây dựng, và công trình này hiện cũng đang bị đình chỉ thi công cho đến khi giải quyết hết các thủ tục theo quy định của pháp luật. Theo ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối, trong chiều ngày hôm nay, công trình nhà thờ tổ nghề của nghệ sĩ Hoài Linh nhìn từ bên ngoài thì đã không còn hoạt động xây dựng. Các hạng mục đều tạm ngưng thi công, cổng vào thì đã được khóa kín. Trưởng phòng quản lý đô thị quận 9 cho biết là công trình trên bị xử phạt hơn 6,2 triệu đồng vì xây dựng không phép. Thời điểm khởi công vào tháng 9 năm 2015, khu đất thuộc sở hữu của nghệ sĩ Hoài Linh thì vẫn là đất nông nghiệp và chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Ba hạng mục không phép đã xây dựng trên diện tích khoảng 500 m². Vì vậy, việc xử phạt theo đơn vị này khẳng định là đúng quy định của pháp luật. Được biết là nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã nộp phạt đầy đủ số tiền trên vào kho bạc nhà nước quận 9. Vâng, cá nhân tôi và rất nhiều người ủng hộ việc làm của danh hài Hoài Linh. Nhưng dù là người được mến mộ thì thế nào thì cũng cần làm cho đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra là tại sao khi công trình mới thi công thì cơ quan quản lý lại không nhắc nhở và can thiệp hướng dẫn để làm thủ tục cho phù hợp. Bởi đó mới là chức năng của họ mà họ lại cứ im lặng để cho đến giờ này khi công trình đã gần hoàn thiện rồi thì lại tiến hành phạt, rồi tiến hành đình chỉ và có biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của đã đổ vào đó. Tôi tin là các cơ quan quản lý đều biết, bởi vì ngay từ khi nghệ sĩ Hoài Linh có ý định xây dựng công trình này thì báo chí đã đưa tin rất là nhiều, và không trong suốt quá trình thi công thì cũng có thông tin liên tục. Và trong thông tin vừa rồi thì có lẽ có một chi tiết cũng đáng chú ý mà nhiều người cũng đang tranh luận, đó là đất xây dựng công trình hiện vẫn là đất nông nghiệp và chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Và khi thành đất thổ cư thì đất phi nông nghiệp ở một đô thị như thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn giá trị của khu đất này thì sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy mà nhiều người quan tâm. Tôi hơi lo ngại là theo Nghị định 121 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý phát triển nhà và công sở được ban hành vào năm 2013, thì với công trình xây dựng không phép, sai phép nhưng bảo đảm một số điều kiện thì được nộp tiền từ 40% đến 50% giá trị của phần vi phạm để được tồn tại và điều chỉnh giấy phép xây dựng. Và công trình này được biết là có giá trị là 100 tỷ đồng. Nếu phải nộp phạt như thế thì quả là một con số rất lớn, mà nghệ sĩ Hoài Linh thì chia sẻ là anh xây nhà thờ tổ nghề từ tiền của chính mình. Anh làm ra được đồng nào thì dành dụm đồng ấy và không đi xin tiền của ai. Vì cần tiền để hoàn tất công trình, anh đã lao động rất cật lực và nhận nhiều show để tích lũy tiền. Và có thể thấy rõ điều này qua sự xuất hiện dày đặc của anh trên truyền hình với một giọng nói khản đặc. Và hy vọng câu chuyện sẽ được giải quyết một cách hợp tình hợp lý.